chào các bác nhá. Tôi hôm nay lại đi cà phê với cả bác Vân Dương. Thì tôi đang để góc quay này thì có thể là không thấy được khuôn mặt bác, một tí tôi điều chỉnh cái máy quay thì tất cả các bác sẽ cùng giao lưu. Hôm nay sẽ chia sẻ cùng với bác trong một cái nội dung về cách để tạo ra một con ong chúa tốt ở trên một cái cơ bản là về cái lý thuyết trước. Thế còn về một cái nội dung mà thực hành di trùng đơn, di trùng kép hay rất nhiều kỹ thuật về con chúa thì hôm nào tôi với cả bác sẽ đồng hành cùng các bác trong một cái video về cái cách di trùng để tạo ra một con chúa. Thì bác có thể chia sẻ là về con ong nội ấy, thì cái con chúa thì nó cũng rất là quan trọng, gần như nó là cái yếu tố quyết định để đưa đến năng suất hay là quản lý tất cả những cái vấn đề về đàn ong. Thì mình cần phải lưu ý những cái điểm gì để tạo ra một con ong chúa tốt hả bác? Thế bây giờ thế này, muốn có con ong chúa tốt thì người ta phải có cái phương pháp di trùng làm sao cho nó nó đúng kỹ năng và có cách chọn. Thì theo tôi thì là di trùng là phải di trùng kép. Di trùng kép không phải như các bạn di trùng là cứ hôm nay làm trong mai hoặc đến ngày kia 30-36 giờ đi trùng lại như thế không tốt. Người ta đi trùng kép thì chấp hành mọi cái kỹ thuật của nó. Ví dụ như là khi ta đi trùng lần một, buộc lòng ta cũng phải lấy, con ấu trùng nó chỉ dưới 12 giờ tuổi thôi. Và khi ta đã di trùng xong rồi, khi nó tiếp nhận rồi thì trước 12 giờ đó ta đi lại 12. Mục đích như thế này là cho con chúa nó, con ong, con ấu trùng ấy, nó sẽ được ăn cái sữa non, sữa mộc này. Nếu các bạn làm được như thế thì ăn chúa như thế này. Mời các bác nhá, hai bác cháu tôi này uống cà phê và nói chuyện với ông trong một cái tọa đàm rất là vui luôn. Tất cả những cái thắc mắc và liên quan đến cái kỹ thuật làm chúa thì các bác đang xem thì để hãy bình luận cái bên dưới nhá. Tôi lại tiếp tục uống cà phê với bác để trả lời các bác trong những cái nội dung đấy. Thì bác thì đó là cái vấn đề về cái tuổi khi mà mình chọn cái ấu trùng để mà đi trùng. Tức là như bác nói thì càng sớm thì càng tốt, càng nhỏ thì càng tốt, chứ mình chọn những cái con ấu trùng mà nó to rồi, tức là hình con nhộng nó hình cái ấu trùng nó hình to rồi thì nó như là tầm khoảng 48 giờ là nó đã kém hơn rồi. Mình chọn sau 24 giờ là kém hơn. Nhưng mà thực tế thì có nhiều người còn làm đến tận 48 giờ to à? Nhiều người còn xuất hiện 12 giờ. Thì đấy là cái vấn đề về cái ấu trùng. Thế còn về cái chọn lọc giống thì như nào bác? Một tầm thì em phải đàn gốc. Cái đàn gốc thì nó cái chim cái nước sạch đó. Cái thứ hai là thứ ba thì ăn chất mà cho gốc nó qua một cái đàn đánh dấu với đàn đấy là một cái con này. Cái còn con bố thì ta đi con đàn trong sân trong bãi rồi. Hoặc là bất hợp ta còn em có lý do quên lấy cái ong lực của người cái bãi cục cái này cái chạy của bạn bên cho nó tránh cái này rất cần. Các bạn nên nhớ là như thế này, là bắt buộc ta phải di trùng lần một, bắt buộc lấy ấu trùng dưới 12, có nghĩa là dưới 24 giờ di trùng lần hai cũng phải lấy như vậy, mà giữa lần một và lần hai cũng không được quá 12, cũng quá 24 giờ, có nghĩa là không được quá trên 12 giờ. Ví dụ là như thế này, sáng sớm hôm nay, khoảng 6 giờ sáng là ta đi trùng. Thế và đến 3-4 giờ chiều ta gặp ra thấy ông nó nhận rồi, nó bắt đầu tiết sữa rồi, rồi thì ta đi trùng lần hai. Lý do là thế này, khi cái lúa học tập nó thấy cái em bé một ngày nó lại cho cái sữa một, nếu không thì các bạn đi trùng 24 giờ, thú trùng 24 giờ thì cái con ong tiết sữa nó nuôi thì nó sẵn sàng nó tiết sữa 24 giờ, trên
trên sữa của nó là có sữa nuôi ông chúa đối với ông chủ là nó có sữa một ngày hai ngày ba ngày như nhiều bạn đi tin chủ cho ông có bạn cho mật cho lính và đấu chủ là có bạn cho cái sữa hàng hóa bảo là cho cái sữa mà để đông lạnh đấy để cho vào thì đi các con trùng lên thì cái đấy cũng là một cái cải tiến mà bản thân cháu có lần làm rồi nhưng mà không thấy nó không thấy như thế là không tốt đâu. Ví dụ như thế này, có bạn ở trong hội đây đã phát biểu như thế này là nếu mình làm như thế là mình bắt trẻ con ăn cơm vội đấy, có nghĩa là cái sữa đó chỉ dùng cho người ăn chứ còn có trùng không ăn đã chén rồi, thì cái sữa đấy là cái sữa nó khoảng 36 ngày tuổi rồi, à 36 giờ tuổi rồi, thì cái sữa là sữa hàng hóa, sữa đặc để lấy cho con người ăn thôi. Chứ là nếu mà nuôi ấu trùng ong thợ đã kém, ấu trùng ong thợ cũng được nuôi cái sữa 1-2-3 ngày và hết ngày thứ ba là cắt sang thế cho nên là đừng có nghĩ rằng là lấy cái sữa nó lại pha thêm cái nước gọi là sữa non, sữa non là sữa một ngày con ong thợ biết ra nuôi em này lúc một nó sơ sinh nhất 1 giờ tuổi là thế thời gian mà mình xác định mình sẽ tạo con chú ấy thì thời gian nào con năm là tạo ra con chú chất lượng thôi năm là cái sản phẩm ai thứ nhất thì mình chưa góc bộ góc miền trung ra đây năm có hai yếu tố một tháng 10, đây là bác nói là dương lịch đấy nhé. Hai là tháng 4, tháng 3, tháng 4, gọi là cơ như cơ bản là tháng 4 thì nó cần có tốt hơn. Thứ này là dương lịch, người nó đặt ra là một chỗ tốt, thì cơ chỗ tốt thì nó cần có thể phục vụ vào cái này như thế này. Cái khí hậu, cái kiểu khí hậu, cái nhiệt độ nó ẩm đấy quan trọng vì con ấu trùng con chúa nó hình thành cái nguồn chính từ lúc nó là ấu trùng để con cái như thế nó hình thành ngay từ lúc đó, nhưng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi khí hậu thuận lợi con người ta có được nguồn sinh tức là mình làm vào đầu lắm ở lắm thì nó tầm mùa xuân mùa xuân nhưng mà lấy vào là tháng tư tháng ba tức là vào tầm hoa nhãn à tháng tám tháng chín tháng mười vâng hai cái mùa là mùa chính để mà làm chúa nhân đạo đấy như đấy là chúa thi trùng mà mùa đấy cũng là mùa chia đàn của ông luôn chứ lợi dụng lúc đó thì đang thi trùng rất là nhiều bạn mà không ít bây giờ với các bác mà hộ nông dân mà nuôi vài đàn thì không có điều kiện để làm đi trùng thì mình lại phải làm cách khác cũng được cũng tốt thôi thì làm cách khác ở đây thì đâu đấy là cách đơn giản nhất là cứ dẫn ông chú tự nhiên mùa tháng 2, tháng 3 nữa là rất là nhiều mùa hoa vải nhà thì tận dụng những đấy để chia đàn nó làm như thế thì nó không làm như thế này cháu cũng làm như cái hình thức mà người ta bắt đối xử nhưng mà cháu không bắt đối xử một là người ta làm khoảng 5-10 cái mũi người ta gắn vào cái que đấy cái đó đấy thế người ta đi trùng người ta cắm trên cái hai nữa là người ta kết với chúa để cho ông nó tự xây thế là sau khoảng 3 ngày thì cháu là bà ông ra xem thì ông thanh niên dưới rồi xem thì cháu chọn cái mũ nào đẹp thì cháu đẹp mũ nào viết tắt rồi thì cháu bảo đây thế là cái mũ nào non quá này cháu lấy cái mũ nó đồng đều nhau thôi do chính con ông nó xây ra nó cũng là cấp đấy nhưng mà nó xây ra như thế đó thì như thế nó cũng chỉ được biết thôi từ 5-7 tuổi một đàn ông trưởng thành thôi cũng phù hợp với những người như mình còn nguyên nhân thì